Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng ơi. Chào cả nhà, nguyên đồng đội. Bữa nay nhà bà Hai quá vui luôn á cả nhà ơi. Hôm nay á là Viền có tổ chức cái tích niên á bà cô chú. Thì cái bữa tích niên hôm nay là được anh chị Thành có hỗ trợ để mà gia đình làm một cái bữa tiệc tích niên làm mừng bánh xèo nha bà cô chú. Thì Viền cũng có mời bà con như là bác Út nè, cô Tho, bác Chính, cô Hai, chị Ba Đỉnh, bà Út, chị Ó, rồi Hiếm Ba, với lại bà Hai đẹp đẹp. Với lại thì anh chị Thành cũng có mời thêm là như là chú Châu, chú Ninh, rồi bác Út trai, với lại cha với mẹ nữa. Thì mấy cô đồ cũng lại khá là đông đủ rồi để phụ Viền làm cái bữa tiệc bánh xèo này. Em cũng gửi lời cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Năm mới chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe nè. Lúc nào cũng được vui vẻ. Vui vẻ không trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già. Rồi bây giờ sẽ cùng nhau để mà làm cái bữa bánh xèo. Tại vì anh chị nói gì nè, trời ơi thấy Thím Ba đổ bánh xèo thấy mê quá à. Ghiền Thím Ba đổ bánh xèo. Có cổ mũi lại. Ê cái lỗ mũi chắc này bự dữ lắm rồi. Có nhiều là nhiêu à. Từ sáng giờ đi lên đi xuống mấy quận rồi. Lên xuống ngủ không được đâu. Lên đổ bánh xèo. Thấy Thím Ba xây cái chảo á. Trời ơi, chị rất là thích luôn. Dạ lại á thì anh chị cũng có một bất ngờ đến cho bà con nha bà cô chú. Thì tí xíu nữa gì sẽ bật mí sau nha. Giờ trước tiên thì mình mần bánh trước đi. Đừng làm bí mật để sau đây. Hầu hợp ăn cái bánh xèo. Xèo rau. Tặng ông rau hả? Rồi tặng miêu rau cũng lấy. Cái này bột bánh xèo á. Có rau là khoái bột. Rồi với lại mình pha thêm là nửa ký bột gạo nữa. Với lại bột chiên giòn. Con mua cây chả. Chả chay cho bà Hai. Lát nữa nhưng đừng đem nước mắm nha bà ba. Lát xào mà để nước mắm để gì vô bà gọi ăn ngon. Cái này bột chiên giòn. Nè đổ xèo mà ngon. Vừa ăn. Có thịt. Thơm thơm à. Bữa nay sao ngon hơn một xí. Ngon. Nói chứ mỗi lần mà bà con xúm lại á làm cái gì á rất là vui luôn các bà chú. Hai la lố. Thôi đi nè anh đi còn ngủ nữa. Thôi. Thôi đi đi anh đi. Hai người lắm. Hai đá. Hai đá. Một đám trên đám dưới. Đám trên đám dưới. Hôm nay làm hết này đi để mình bỏ ngang đây bị la gì vậy. Làm đâu gọn ghẻ lắm nha. Bữa nay á là mình toàn là ăn rau thiên nhiên nha mà cô chú. Chỉ có xà lách với rau thơm là trọng thôi với cải xanh. Còn nhiều là điên cấp không? Ở nhà chồng mà đi hái rau thơm. Tết nhất là nắm nha. Bà ba ơi, bữa nay là ông bà ba. Bữa nay là ăn tích niên cuối năm đó nha. Cái tích nghèo quá không có tiền mua điên cấp nữa. Mất người nào đó ai biết mà điên cấp gì. Giờ này bà Út với chị Ó là đi hái thêm lanh lốt. Mấy cây xài của em có lá đòn hay gì không? Nó chỉ luôn. Em biết sao mà ba nó đi ăn cắp không? Đó, đi ăn cắp đó. Chứ ngồi ba đi hái đó bởi vì chó sủa. Chó sủa nó cắn quần ba bởi vì ba nó đi ăn cắp. Cảm ơn bà tự đó. Nghĩ kệ chó sủa, chó cắn ăn cắp không được. Hai phòng thôi nha. Bánh đi rồi nó có nó đèo qua đó. Bánh xèo này á là mình nhờ rau rừng ở ngoài á kẹp nó thấy ngon. Trời ơi. Thiệt chứ. Đen dữ rồi. Mình pha nước cốt dừa cho nó béo.
mấy người là xấu xấu là bầm tỏi. Sắc xả nạo dừa đúng không? Sắc xả nạo dừa thì bầm tỏi á. Yeah. Một giờ chưa? Một giờ, ông Sáu nói một giờ là nhà đẹp ơi. Sao hôm nay vui nè? Mà lặn bỏ lại là lặn ở ngoài, mà hai lặn mấy mấy ngoài ở giữa bỏ lại. Ừ. Quay lại. Đỉnh Sáu đi kéo, đỉnh đi làm. Nói là ông hỏi là đỉnh Sáu đi cái này. Bà Sáu không có xuống à? Không lội đi chơi nên nó không vậy hả? Lội bộ lên ga đi chơi. Đi chơi anh. Vậy mà những ba có hỏi thằng con có nói già không để ngợt đi kiếm. Ngồi đang tìm trẻ lạc. Lát lên lo phát hành. Một lần một con nói chuyện sáng chuyện. Coi rửa đi. Ba rửa rồi chưa thấy con? Thì ba lúc nào cũng vậy à, thủ cái dinh. Thủ dinh mà sần nước nè, không đi đâu hết trơn. Cài cài cũng học học. Bác Năm có bác Năm với bác Hai nữa nhưng mà đi dọn nhà chưa có về tí xíu nữa rồi về. Rồi bác Năm sẽ qua dự tiệc sau. Đó. Hai người đẹp đi hái rau mới về. Rau vườn không đó. Đó lá lốt với lá xài non. Ê bữa nay cho ăn rau thôi khỏi ăn bánh xèo. Đủ yếu biết bà biết ăn rau đó không? Rồi giờ mình đi cắt lá nữa. Lá gì nữa? Lá chuối. Cho lá chuối để. Dạ. Đó đó, đó đó. Cường chỉ cho đó. Đó. Thấy thì thơm sợ. Cười, cười. Mũi thơm. Gà vườn của bà Hai nè. Bút đi cái đường đi đó đó. Con chỉ cho. Đó đó, đó đó. Gà vườn của bà Hai lùng lùng chặt không à. Chặt vài cây vô. Đổ mấy trăm gói bánh xèo đó vui. Thiệt chứ. Đổ bánh xèo hay mình gói bánh tét vậy? Hết cái vườn chuối của người ta luôn rồi. Ai vườn nào mà chủ lại hỏi chuối đâu ai chặt là chỉ bốn cái bảo. Chỉ bốn như chị đó. Dán đỏ đâu người ta chờ. Ở đây là mới mọc lên đó bà. Mình vào lá chuối. Ở đây gặp không chặt. Lá nhiều nữa ha cô Tho. Bây giờ bữa nay mình pha bột bánh xèo, mình không có cho bia nghe mà mình cho rượu. Cho khoảng nửa ly rượu trắng vô để cho nó có độ giòn thôi chứ không có gì hết á. Nếu mà không có rượu trắng thì mình pha vô lon bia. Rửa đi. Bao giờ? Con đang mệt tỏi con rửa. Chuyền qua đây. Lọc hết không? Còn hai củ nữa hả? Lọc hết luôn đi. Bữa nay sao làm bánh xèo màu quá củ mình làm vô chua nữa đó. Ừ. À, mỗi cô một tay. Củ hả? Làm hết hai hai củ này đi, vô chua rửa sao kìa. Còn sao nữa kìa. Ờ, còn nó làm đi. Hai cái việc làm hết này đi, cái kia để riêng. Rồi, bây giờ hai thím cháu sẽ làm cái phần nhân nha bà cô chú. À, thì dì sẽ xào tép với thịt. Còn thím ba thì xào có phần nhân. Nhân thì gồm có củ sắn, củ cải đỏ, giá, bông điên điển. Giá hai mới giật mình. Giá với lại bông điên điển. Để tí xíu nó quên. À, giá bông điên điển này mình dồn lại bên được. Dồn bên này lấy dưa leo qua đó đi. Ừ. Lấy dưa leo qua. Trời ơi. Xíu bánh ba cho con xíu dầu ơi để nó bị khét. Rồi cái phần này là để vô sau chừng nào chín rồi mới để vô. Mình cho tỏi vô đây cho em miếng luộc cho con xíu này đi. Thêm tỏi cho nó vàng để vừa cho sắn cục cải đỏ vô. Chơi như một cây sợi rau hết hồn rau củ cái chảo để hết không. Bên con cũng vàng luôn rồi con cho tép luôn đây dịnh lại. Tép này là tép cào, tép ở ngoài sông. Thơm ghê. Rồi thế này. Rồi đó mày.
Em đem chuẩn bị vô cho nó vừa ăn luôn nha. Có còn tỏi bầm bầm lên khử lát ớt đó giùm. Hết tỏi luôn hả? Khẩu vị nha cả nhà. Hạt nêm. Bà Hai đồ ăn chay, bà Hai làm luôn. Nát mà xào, nó chảo thì xào. Dạ rồi. Đồ nêm miếng vô. Hồi nãy con khử đồ chay chứ thì con chay chứ thử cái này. Bà Hai mới làm hoài nó không ngon, mà mình lạ lạ vô mình làm nó ngon. Ăn lạ khẩu vị ha bà. Sao nói chuyện tâm sự, tâm sự nhỏ, chị cũng... em. Đây tép nó đã chín rồi, giờ về sẽ cho ra cái xề cho nó gáo, rồi xay ngang là ấy thịt luôn nha. Quên để tiêu nữa. Cho con xin hành lá đi. Cho em vô xíu rồi chị ba. Không nữa nha. Ờ, ít thôi, ừ, còn hai ba thứ nữa lần nữa. Chút rồi, chút thôi. Đó. Quá thơm. Cho cái chảo lại cái xào thịt luôn. Chín đầu chín. Cho cho một ca trà đá. Một ca trà đá hả? Một ca bự bự đi đồng đội uống. Giờ này chỉ có trà đá mấy chị nổi thôi chứ không có cái gì chị nổi chứ. Nguyên đồng đội mình uống nè. Đồng đội nữa mới chịu à. Ờ lấy cái thố đó lủng không? Lấy cái thố đi. Chải hả? Chải lấy thố xanh trong kìa. Tỏi nó thơm mà mình cho thịt vô xào. Nhà bà có gì không lấy ra coi, tao mượn cái gì còn xài cái hết thao bọng gì hết trơn. Được rồi đấy, kiếm ba cắm xèo cho nó xèo lên cái nữa là thả cái kia vô được rồi là đất biết. Trắng nó chín rồi nè, mình cho giá với bông điển vô là trộn qua trộn lại là mình tắt bếp. Tắt bếp cá nó nhắc tôi trời. Nhà có cái nó nhắc một đó. Nhà nghèo, nhà nghèo, nhà nghèo đó bếp cái phòng vậy đó mới ngon đấy. Thôi nó sạch lép giá thì ơi. Còn sực sực lính đâu rồi vậy đó, lính đâu có lính liền. Để dưới đó đi là, ở dưới đây nè, ừ, cho nó chín. Ừ. Còn gốc đó cho vô luôn đi. Có miếng luôn đi, ừ. Chỉ bên đây còn thịt không à. Tiêu lên, tiêu lên, tiêu đâu, tiêu đâu, tiêu đâu. Tiêu đây nè. Tiêu đây, tiêu đây. Cho hết tiêu vô đi, ừ, ngon. Đồ dở mình nhờ trang trí. Nhờ trang trí. Thêm trâu giống nhau. Để đồ vô hết đi. Có nhiều đưa vô hết. Cái này vô lửa nó nực nè, chảy mồ hôi như tắm. Dưa hấu còn ăn có gì chứ. Chắc mặn hay quá. Ồ, vịnh mà chế luôn nhá. Rồi, bây giờ là đến cái khâu đổ cả nhà ơi. Nay là dân chiến đổ không nghe. Dạ, dạ, chỗ. Đổ con chảo, cậu có làm một khô à. Hai chảo được không?
Bởi vậy chảo rồi, gọn hơ rồi, có chút xíu rồi siêu à. Chút nhau. Chứ bên đây có gì đâu. Tới đâu mày? Đây đây có gì đâu. Rồi con để này luôn luôn đi. Đây đây con để này, không có gì mà dít tiếp con. Đừng la lớn, người ta biết con. Đổ là... Biết con nữa. Đổ bánh xèo là phải cho một cái xèo như vậy đó, mới gọi là bánh xèo. Nè, của ai lấy xài đi. Lấy của người ta còn trả lại nói không ngọt ngào gì hết. Cho dừng lên. Bán rồi. Đó giờ bố bán bánh xèo mà. Chị. Đổ bánh chay cho bà Hai xong rồi đó. Ngồi để tôi cắt rồi. Đúng không nội ha. Cúng chồng đi kìa ta. Cúng chồng đi hả? Cúng chồng đi. Lên dầu luôn đó. Bố này sao kỳ bố. Sớm mình nó lù bù lắm rồi đó nha. Chảo này nè, nó bị dính, không yên rồi. Chơi nhìn cái mâm thao dưng là cũng im nha cả nhà. Thôi giờ con bé im. Được, im rồi đó. Rồi, dảnh, rồi. Dảnh bè rồi đó. Mấy người xấu mà đổ cái bánh trúng sớm. Bởi gì? Ê, nãy giờ được câu nói đúng trong ngày luôn á. Thấy ta đẹp, ta đổ nãy giờ thấy cái nào cũng đẹp phải không? Chịu rồi, nói ta chịu rồi. Ta chịu ta xấu rồi. Không hết. Cái chảo này im. Từ đó em. Ra cái mấy dạng gì là ok. Dạ rồi mới khen té hàng rồi kìa nè. Em làm từ từ thôi em. Té hàng rồi, cái này xấu quắc rồi. Không, phải chị giúp cho đây này. Chị thuận tay chị giúp cho. Thấy ông ta đẹp gì mà nói té khen hồi nào đâu có. Đúng rồi. Trời ơi. Đưa dĩa ra cho. Ê, chảo này nó màu vàng. Ừ, sẵn luôn đi. Không, nghỉ rồi. Dẹp nó dính bụng con kia bỏ ra rồi. Gì lô bu dưới ta. Bên đây hai bà, hai tiếng cháo quá trời, xôn xao rồi. Xôn xao hết rồi. Tao dở cái gì mà tại sao đổ cái bánh không ngon là không ăn tiền. Hộp vô nè. Thấy chưa, thấy người đẹp người ta kìa. Đổ cái bánh nè. Ừ. Ủa rồi gói hùng lum. Biểu diễn quá hay. Thằng nào cũng lọt thịt cái. Ê, cái này là ê, cô Tho cái này là ăn xén ăn bớt. Vàng quá trời. Hồi nãy cũng tổ chưa? Chưa. Đi quên cúng rồi. Ừ, nãy giờ kêu ly cà phê đi. Cà phê mới được, trứng mới được. Bụng của nó phải bụng cho nó hết mới được. Bụng chưa lại thì nó phải đổ rồi. Ai biết bụng muốn hết chi. Nhẹ nhẹ cũng gọn từ từ. Rồi bánh xèo hồi xưa là ngồi cuốn. Đổ ngừ đổ phải có người ngồi cuốn. Còn giờ khỏi cuốn. Để úp vậy chị. Không có chị sợ qua chứ nó tay. À không có. Xèo. Đây dính cái đó ra không? Chưa. Đừng có hôi. Phá không? Văng con tép bự rồi đó. Rát chơi gân hậu rồi. Ê, có giận thì nói nghe. Lặn cho người khác ta vô ta đổ. Bảy. Út. Làm sao tại sẽ nắp tiền không? Trời ơi, tại quên bố Út trời. Nhắc con Út. Nghe cái tiếng bánh xèo nó đã làm sao đâu á. Xèo. Xèo nghe mùi hay quá ha. Mất mời tới chở đi. Đây lá. Bự lá bự lên đừng xé của Hai, lá bự luôn của Hai. Ờ đúng rồi. Để hai cái ngược luôn rồi. À đúng rồi. Lấy sạn ra. À, nãy giờ thấy bà ngồi đây bà chơi tôi nhiều lắm rồi đó nghe. Thì nào bà thơm ra cho đỡ cho. Bố, ra làm giỏng đi đỡ cho. Ơi, đổ này ghiền rồi, giờ đuổi cũng không ra nữa. Đúng rồi, ốc. Trời, để đi. Khoái đổ rồi. Hai, đứng lại hai. Ngồi đi hai.
Ơi đứng đi tới đi luôn, hồi ăn nhiều một xíu. Đám là đủ rồi. Đủ dẻ phải không? Giờ lên mâm luôn. Mình đổi tay đi. Đổi tay ra ngoài. Trời ơi. Cho bà con cô bác người ta tham gia tham dự nóng nảy được á, người đẹp. Bà con vô thế. Ừ. Rồi cô Tho ngồi. Cô Tho kìa, ngồi sau lưng Bụt. Vô. Rồi đây. Nè người đẹp đứng lên cho thím Hai vô đi. Để tao chán rồi vô nè. Trời ơi, để tao chán. Ơi, chán ghét nãy giờ ghiền ở cả nhà, đâu có muốn đứng lên để đi đâu. Khoái lắm. Khoái lắm. Ê, uống nước miếng đi. Có mình chán bậy bạ nữa, ít cái đi ăn cho ngon chút xíu. Làm coi. Sao mau dữ vậy tại? Hết ra nữa hả? Người khác chứ đâu có người ta làm. Đúng rồi, đâu còn nhiêu cái nữa đâu là hết bột rồi. Miếng nhân. Ê, đây cho nhân vô đi Hai ơi. Đây bánh xèo nãy giờ đổ nè cả nhà ơi. À viền đẻ ra dĩa hết trơn rồi. Mỗi dĩa là hai cái. Quá trơn luôn. Nhìn hấp dẫn ghê chưa cả nhà. À thì cái mâm rau nè. Mâm rau dữ dằn à, ăn chung với xà lách nè. Cải xanh. Rau thơm. Lá xoài. À lá cách. Lá lốt. Cái này thiếu lá cách rồi nè. Còn cái này là rau nhái. Này là ăn kèm chung, hầu như là đa phần là đi hái. À, mấy cô đồ đi hái không à cả nhà. Như lá lốt hái nè, lá xài hái nè, à, rau nhái hái nè, với lại lá cách nữa. Đây một sợi rau ở đằng này nè cả nhà ơi. Quá trời cái sợi rau này. Ăn cái này chắc bữa nay ăn rau độn bánh xèo hay sao nè. Nè, rất là nhiều loại rau luôn nha. Ê, còn lá cách nè. Lá cách với lại một loại nữa. Lá bằng lăng, đúng rồi. Như bản thân mình nó có trồng bằng lăng. Có bằng lăng, hồi sáng có bằng lăng. Có bằng lăng. Đâu, cái này lá cách. Được rồi. Ừ đây nè, lá bằng lăng đây nè. Lật ra từng lá cho nên nó lộn xộn không thấy đâu. Này, bằng lăng nha. Lá cách. Nè. Này là cái mâm rau hoàn thiện rồi. Quá tròn rồi, nhìn cái mâm rau mà thấy thèm. Xen ít cái lá cách vô. Sữa chua thôi. Dữ dằn chị, dữ dằn chưa. Thấy thèm. Mà lem. Hôm nay là cô Theo sẽ học hỏi đổ bánh xèo. Hình như là phỏng vấn thôi chút xíu nha. Rồi nãy giờ ăn cách nào? Không có. Từ đó tới giờ. Từ giờ bọn chưa bớt đâu, để gì nè. Mình bắt ra lên mình quên bớt là. Không, bởi vì đâu biết đổ bánh xèo. Ngậm nghĩ khá là lâu. Cái này giàu ha. Để không, bữa nay đi cô Tho đổ đi, phải là sớm giờ cho cô Tho vô sớm chút xíu là biết đổ luôn. Đổ nó cũng dễ dữ lắm chứ không có gì trơn. Cái này là để vô mâm đúng không? Dạ, cái này nó dễ đủ rồi. Trên dĩa đủ. Giờ có bà ba vlog đổ cái bà ba vlog đổ không ạ? Bởi vì lúc nào bà ba cũng dần vô bếp hết trơn đó là cho nên là mấy cô đồ đâu có biết đâu. Bởi vì ở gần bà ba ghét hư hết. Để chụp lên cái này á. Vậy là ở đây ai cũng biết đổ hết trơn á. Có mình cô Tho là không biết đổ. Bà ba vlog bà dành hết rồi. Dành hết rồi không? Có nhiều giỏi là bà ba dành hết rồi. Bà ba dắt này là có công việc ở cả nhà cho nên là đi làm công chuyện chút xíu rồi tí nữa rồi chúng ta về ăn. Bữa nay á là chị trông mong là xem bà ba đổ như mờ mờ. Hơi tiếc. Nhẹ tay rồi nhìn bột.
Nó nghe bảo chị chưa? Nhà thím hai hơi giàu rồi đó nghe. Cô thôi cự. Sao vậy ông ăn nghèo kiểu. Ôi, nãy giờ là giàu, bây giờ ta ngà nghèo không mà thím hai vô cái giàu liền á. Quá luôn rồi, hết thấy giờ khỏi luôn rồi. Bởi vậy cái nó mới à. Làm quá sao thấy. Để con làm dấu. Dấu cái này. Cái này gì nó bé quá, hai người bự mà đổ gì cái bánh nó bé quá. Tại cái chảo nó nhỏ quá. Nè, bắt đầu ốp sao? Nè, nè. Để thôi góp nhân. Ốp quá. Đồ dữ dằn. Qua đây luôn, bổ cô không có cho chỗ khác. Cái nào hay gì cái đó. Rồi, không có cho nhưng mình trả về chỗ khác. Rồi, trả cái nữa cái coi. Trước khi mình chán thì mình phải thoa dầu. Cái này ta để hồi cho con bồng nè. Đổ hơi giò của con caramel đi. Sao? Tròn lại, tròn lại. Ừ, chậm chậm lại. Ừ. Lắc 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 lắc. Ừ, lên. Cái vỗ không giá lại. Rồi. Nay chơi mới mà được chán cái bánh vậy là cũng khéo lắm rồi chứ bộ. Được, được còn gì nữa trời. Hơi mình mạnh tay. Mới mới mình đổ. Mà làm dấu cái này nha chị. Dấu nữa. Bạn này làm hồi trước. Ồ, cái này là bánh vậy chứ. Ê, con bột mình còn ăn. Còn hai con cái nữa. Khoảng 3 cái nữa. Chia ra đi, chia ra là thiếu đó. 5 cái nữa. 2 cái nữa nè. Chia ra cái này là 2 cái nữa. 2 cái là bên đây là 3, 4 cái nữa đó. Cái đó kìa. Ta đổ cho mày ta biết. Ta chia người ta biết. Là ta chia còn đây là 4 cái nè. Mày lấy lại. Chưa nói. Ở đây tao đổ cái này tao đặc biệt nè. Ừ. 5 cái nữa nha. Còn mấy cái? 5 cái nữa đó, chia 5 cái đi. 5 cái nữa thiếu nhân nữa. Biết nhân đó chia 5 cái nữa thiếu. Tao biết mà, tao đổ tao biết nữa. Rồi bánh xèo nãy giờ thì cùng mấy thím mấy bác cũng đã đổ xong hết rồi đó ông bà cô chú ơi. Nhìn cái dòng bánh xèo rất là hấp dẫn luôn nha. Thì chị cũng có mời thêm nè chú Châu, cha, ông Út với lại chú Ninh với lại mẹ nữa. Thì giờ cũng ra đông đủ hết trơn rồi. Thì cái phần đặc biệt bật mí hôm nay là quà Tết mà anh chị lì xì cho tất cả bà con ở đây để lấy lọc đầu năm nha. Wow. Hôm nay rất là vui luôn á ông bà cô chú ơi. Thì cái danh sách đó là anh chị cũng đã đưa ra cho Diền hết trơn rồi. 18 người. Thì thứ nhất là thím ba, phải ghi thêm em Yến nữa mới chịu. Thôi bây giờ là có là bà hai ăn chay trường. Cứ như là nói chung á thì từ đó tới giờ Diền cũng không có quen biết gì anh chị hết trơn á, cho nên là cũng không nói chuyện, cũng chỉ là lần đầu tiên thôi, cũng nhờ cháu của anh chị liên lạc chung với Diền. Em cũng gửi lời cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn nha. Quá hôm nay quá vui, dắt này cầm bao thơm mà tay run quá trời. Đây, giờ bà hai con sẽ gửi bà hai nha. Này, chúc bà hai năm mới thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi nha. Năm cũng bước năm mới bà hai. Cô gì chú gì đó hả? Anh chị Thành. Chú Thành. Dạ. Được mạnh khỏe, đầu năm vui vẻ, cuối năm được tiền vô như nước. Wow. Rồi. Bây giờ là con xin phép là đi vòng luôn nha. Vòng luôn đi. Vòng đây, đây là chị Ó. Lại cái đầu rồi. Đây là chị Ó gì? Rồi. Khoan. Đâu rồi, chị Ó làm sướng bọc. Chị Thành, anh chị Thành. Chúc anh chị Thành nhiều sức khỏe, năm mới dồi dào mà ăn phát tài. Đây, bây giờ là tới bắt năm, móc bao thơ luôn đi. Ngày con gửi. Không có đâu, từ giờ. Thì năm mới cũng chúc cô với chú Thành được nhiều sức khỏe. Làm ăn thì lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Xanh, và lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha chú.
Dạ. Xin cảm ơn. Bác chính bán nước mía. Dạ, em cũng cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe. Đầu năm màn ăn phát tài, phát lộc. Đặng giúp đỡ bà con nghèo như tụi em. Đây, tới mẹ. Rồi, bà lì xì, bà lì xì. Mừng quá, mừng quá. Mừng quá không biết lấy. Có mừng thơ, tôi quên bước chút. Rồi, chúc cô chú được nhiều sức khỏe nha. Lúc nào cũng vui vẻ và gia đình. Cảm ơn. Đây, tới chị Ba Định. Mừng quá. Dạ, mừng quá cung dưới viện. Có ăn mà còn lại có tiền. Mừng quá. Em con xin chúc cô chú năm mới thật là nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Và cũng chúc gia đình của cô chú năm mới thì thuận lợi bình an. Cô chú có dịp nào về thăm nhóm tụi con cô chú. Con cảm ơn cô chú. Có bà Út. Bà Út có nghĩ gì không? Bà Út hả? Bà Út là má chú Ninh. Ôi bà Út cũng được 500 quá mừng. Út cảm ơn cô chú nha, chúc cô chú năm mới được nhiều sức khỏe, là luôn luôn vui vẻ và bằng ăn thành công trong cuộc sống nha cô chú, và cảm ơn rất nhiều. Thì tới chú Ninh anh chị còn nhắn thêm một câu là nữa là cho chú Ninh là ăn no, no bao bụng, là có nghĩa là đợt gầm sao á anh chị cũng có gửi tặng là 100 phần hủ tiếu, đó là chú Ninh ra đi ăn bao no, ba tô bốn tô gì làm lát. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị năm mới là thành công hạnh phúc và thành công cuộc sống. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Tới ông Út ba chú Ninh rồi thôi luôn, cả gia đình rồi, cảm ơn cô chú nhiều sức khỏe và trong sống hạnh phúc. Năm mới nước qua đâu cũ đó, năm mới bước lại mới đủ luôn qua năm mới quá mừng rồi. Cái hộp dịch còn lộn mà thôi cầm bao lì xì mà lẹo luôn cái miệng lẹo luôn cái lưỡi luôn. Đây cha không sao không sao lộn. Cũng cảm ơn cô chú rất nhiều nha. Năm mới chúc cô chú nhiều sức khỏe. 500. Rồi, đây là anh chị cũng gửi dành thần cho chú Châu. Chúc chú Châu là nhiều sức khỏe, mua may bán đất nha. Nó xài xài dùm luôn cho. Nó xài dùm luôn cho. Đi đưa cái bao lại cho chú Châu thôi. Đây, cái đó có thiệt. Cảm ơn anh chị nhiều sức khỏe năm mới. Trong ơi rất nhiều. Đây, đây bà Ba Lóc này. Nghe, em cũng cảm ơn anh chị nghe, chúc anh chị năm mới là tiền vô như nước, tiền vô cửa trước thì đô la vào cửa sau, hay tưới hoài nhau sao đồ mà đừng nghe. Quá hay, quá hay, quá hay. Gửi ra coi bao nhiêu đó, hai biểu dưỡng 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 tay luôn. Rồi cảm ơn ba già. Ba tới 38 lần. Ba cung luôn à. Đúng rồi. Đúng rồi. À, tới cô hai. Nhiều quá, chút dữ dội. Cô hai là mò xuất sắc nha cả nhà. Anh chị Thành. Cảm ơn anh chị Thành nhiều nha. Năm mới chúc anh chị Thành sức khỏe dồi dào nha. Đừng có chút lộn nữa nha. Đây là tới em Tho là lúc đầu á gì đọc em Tho tưởng đâu không biết em Tho nào, ở đây rất là nhiều Tho luôn. Ở phía sau á là em Tho, em gái của thím Ba. Rồi cho gửi cô Tho. Rồi em cũng cảm ơn anh chị Thành luôn, năm mới chúc anh chị dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẻ cho công việc lẫn cuộc sống. Nay có được ăn và được tiền nữa mừng quá. Đây bác Út gái dâu của bà Hai nha. Cảm ơn anh chị luôn, chúc anh chị có nhiều sức khỏe, vui vẻ. Tới là thím Hai Tuấn gái. Em cũng cảm ơn anh với chị rất là nhiều luôn. Chúc anh với chị được nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui và được nhiều niềm may mắn. Cảm ơn chị với anh nhiều. Không có ai mà chúc suôn sẻ chứ bà ba đâu. Đây của chị Bảy Vui Tính. Nhớ tới cái bữa gặm đó sắp hai cái tô lại. Tại vì là anh chị đặc biệt gửi cho thêm chị Bảy Vui Tính thêm một phần nữa.
Rồi phải cảm ơn anh chị nhiều nha. Năm cũ hết rồi, năm mới bước qua chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, trong công việc luôn thành công và hạnh phúc trong gia đình của mình. Đây, còn phần còn lại là phần có diện nha cả nhà ơi. Cười quá. Hồi nãy nãy phải mày đưa lộn với mày đưa tao. Có hai tấm à. Thì em cũng gửi lời cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Năm mới thì xin kính chúc anh chị và gia đình lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Thì phần lì xì cũng đã xong rồi. Thì bây giờ Duyên xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng dùng bánh xèo với gia đình. Em cũng mời anh chị dùng bánh xèo nha. Rồi con mời đại gia đình mình thưởng thức bánh xèo nha. Giờ mình nâng ly lên chúc mừng năm mới đi. Dư ly của con, dư ly của con. Happy New Year cả nhà. Rồi mời anh chị ăn bánh xèo với bà chị ăn bánh xèo luôn. Em cũng mời anh chị ăn bánh xèo với mời cả nhà dùng bánh xèo. Dạ. Bữa nay chị ăn bánh xèo còn chị có tiền luôn. Bây giờ mình nhét tiền vô. Ngày nào cũng được vậy. Thôi con qua bên cha con đi, bên cha con trong giờ mình ăn bánh xèo rồi mình ăn bắp nó mới ngon. Thì bánh xèo thì có rất là nhiều loại rau nha cả nhà. Ba. Chú chồng ngày nào cũng được gì hết ha. Hả? Cha có chén nước mắm chưa? Nè chén cô chú Châu bệnh. Dạ. Hai cái sao mình ăn hết đây? Sao mình đã dĩa mình ăn luôn. Thôi vậy. Hôm nay là uống nước mía để ủng hộ Bác Chính nha cả nhà. Thì rất là nhiều loại rau luôn. Lá cắt nè, thì rau khôn. Rồi với lại lá lốt, lá xoài, rau nhái, ăn kèm với dưa leo. Cả nhóm nha, ngon quá chú ơi đó. Đói để ông xịn. Nhịn đói từ sáng tới giờ. Con kiếm cái lá bằng lăng coi. Bằng lăng. Có lá bằng lăng nè, coi không? Coi. Ôi đủ cho nhiều. Rồi ba thiệt chứ. Không sao nó không biết ăn. Mời cái nhà nha. Ăn bánh xèo là phải dùng tay cả nhà ơi, chứ không có thể nào mà dùng đũa được. Chú Châu nè, Châu không có cầm rau. Ăn bánh xèo mà không ăn rau còn ngon. Bánh xèo mà không ăn rau là dở. Không nó chứ, đâu có ăn như nhau à. Mình dùng cái này cái mình cuốn lại. Rau nhái. Lá này coi. Ngon nữa. Mời cả nhà nha. Chấm xíu nước mắm vô chua một cái nữa. Là hết sảy. Thôi không nhức đâu. Có bụng không? Có bụng. Em đi đi làm đổi tay ăn rau. Còn hai người ăn bù cho ba người lại. Không ăn rau nữa hả? Nhấp cho biển. Đây nè, bánh xèo mà không ăn rau. Rau nhiều lắm nha. Ăn bánh xèo là phải ăn rau mà phải bóc như vậy nè ăn mới ngon. Bởi vì từ hồi sáng tới giờ nhịn đói không có ăn. Không ăn cơm. Bây giờ ăn. Bây giờ ăn rồi. Giờ ăn rau như bánh xèo. Ăn bánh rau như bánh xèo vậy đó. Dạ. Nói là mới nấu tô. Gì nè. Hết đường rau của mình. Rau này không có biết. Không, rau này cứ ăn thoải mái. Cải nè. Rau này có chồng. Rồi rau này hái tự nhiên. Nhà chồng. Nó ăn còn hơn ở chợ. Mới làm ăn nó chèo là tương niên của người ta chủ lũ. Mới có lú lú lên có đầu tới nữa. Ai bà ba ruộng từ đầu chân tới đầu dưới hả? Nó chưa cho dính. Bán chỗ luôn chứ không có ai thuốc được nó không độc. Còn miếng rồi thôi. Ăn trúng cái lá bằng lăng nó thơm lắm mà.
Trời, mình ăn bánh xèo này vui hết ba. Tay à, lia lịa đâu có ngừng cái gỗ gạo đâu. Bữa đó cái miệng thì nhai, cái tay thì lạc lắm. Tay thì lạc lắm. Đâu có cho nó ngừng. Kiếm hàng, kiếm hàng. Không, tất cả các loại lá đều ăn được hết. Lá bằng đăng. Lá sung đăng được đó. Ừ. Làm lá chịu rồi. Ừ. Này có gì thì mình làm đó. Mày để ăn thử. Cho thêm cái luôn. Ở đây cũng không có lá cắt nè. Còn nhớ mà. Em đang có nè, có no. Để mai em đi. Nên cho bánh xèo này là hai cái là no rồi, cả nhà. Có được cái gì hết. Là mau cũng. Ồ, găng mới mà. Sốt. Còn bánh nè, tư, còn nè, tư. Nhiều lắm nè. Rồi ông uống chưa? Chưa, chưa hết. Đổ sẵn là có em một miếng là ngon. Rồi ai ăn hay nhất ba cái cho ta ngon. Đổ sẵn. Cha có hai cái à, mà ổng làm gọi trước hơn ai hết trơn á. Được ba cái không? Rồi, vậy là không ai được ba cái hết trơn á. Bữa nay á, thì gia đình rất là vui luôn á ông bà cô chú ơi. Thì được anh chị Thành có gửi tặng cho bữa tiệc tất niên, ăn cùng với bà con ở xóm, giả lại thêm lì xì nữa. Thì hôm nay á, rất là vui luôn á anh chị. Thì một lần nữa gửi lời cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn nha. Anh chị thì lúc nào cũng được nhiều sức khỏe hết. Viền cũng xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn năm mới thật là vui vẻ nha. Giờ Viền xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha. Bye bye.